Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube BMT nha. Kênh mình chuyên về nông nghiệp và giải trí, ứng dụng năng lượng mặt trời để tạo ra các thiết bị thông minh phục vụ nhu cầu nông nghiệp công nghệ cao cũng như là đời sống con người chúng ta. Hiện tại thì mình có làm một số clip nhân giống đó các bạn. Hôm nay thì mình sẽ xử lý những cây mai con đế nơm nha. Những cây mai con này thì mấy cái ương hạt mới lên thôi. Hôm nay mình sẽ nhổ và mình tiến hành cắt rễ chuột để cho nó ra đế nơm. Khá là nhiều luôn. Đây là mấy cây mai ương hạt hồi Tết năm ngoái, đến năm nay thì nó mới lên được như thế này. Mình cứ quật hạt của cây mai đẩy xuống gốc thôi. Do mình sẽ nhổ nó lên thì mình sẽ pha hút chuyện dễ. Đây là nước lạnh các bạn. Còn đây là Antonic thuốc kích thích rễ. Thuốc này thì mình cũng hạn chế tiếp xúc với da như thế này. Cái đó là vậy. Trời ơi, cây cỏ đỏ thứ hoa đồng hả? Ở đâu mà cây rất ngọt đây nè. Ồ, nổ dữ là nhóc cây sẽ quá nhiều luôn. Yeah.
Ê, cái xô nó xúc ở dưới đó đó hả? Vậy nó bớt này mày. Dễ cái cắt sao giờ múc đâu có còn nhiêu đâu, xỉu muốn hết trơn nè. Cây nó hút cái này đậu bộ biển đủ như là mà đó bà cái dây biết cái dây đó mày nhớ là nó về trên dây trong cặp này cái Thank you.